Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hiện nay tôi đang có mặt tại chợ Châu thuộc chợ Phiên, Quảng Uyên, Quảng Hòa, Cao Bằng. Hôm nay có rất là nhiều trâu được bán ở đây. Có cả bò đây này, được bán ở đây. Số lượng trâu hôm nay có khoảng tầm 5-60 con các bạn ạ. Bình thường chợ Phiên ở đây bán trung bình khoảng 15-25 con thôi. Nhưng hôm nay số lượng trâu có gấp đôi. Ngay bây giờ tôi sẽ quay lướt qua một vòng và đi hỏi giá, tham khảo giá những con trâu, con bò ở đây để mà chia sẻ với các bạn nhé. Bạn này theo chân tôi nhé. Những con trâu rất là đẹp. Mua đi anh. Chưa quyết định mua được đúng không? Mua bán rồi, lần này bán rồi. Bán á? Vậy anh bán à? Thế bảo anh mua. Vừa mua vừa bán. À, vừa mua vừa bán đấy. Con nào bán lấy được lấy. À. Con trâu non rất là đẹp, giá khoảng 25 triệu. Đấy. Con trâu cho này giá hơn một chút. Khoảng 33 triệu. À. Đấy, hôm nay mưa phùn. Trông mọi thứ hơi lầy lội một chút. Anh không đi chụp cánh à? Chụp cánh không, chúng anh nghỉ. Bận việc quá. Nhiều lắm phải không? Chụp to. Tới đây sẽ vào đấy tiếp và chụp cánh tiếp. Nhưng mà chúng ngày nghỉ đã. Nhiều việc quá. Rất là bận việc luôn. Hôm qua. Hôm qua là thứ bảy. Hôm nay chủ nhật. Trùng với ngày tháng thong nhỉ? Chụp cánh ấy. Hôm qua đi Cao Bình, khám phá trên Cao Bình. Chợ Cao Bình. Không đi được. Thưa bạn, buôn trâu thì gần đây giá cả so với trước Tết và sau Tết nó chênh lệch như nào? Chênh lệch nhiều hơn đấy. Nhiều hơn. Lên hay xuống? Lên. Lên nhiều đúng không? Cho dù sang 2-3 triệu. Lệch 2-3 triệu đúng không? Giá chênh lệch. Cho dù sang Trung Quốc nó vẫn bị siết chặt như thế nhỉ? Đấy. Trước Tết chưa có dịch, nó tới như là từ năm ngoái rồi nhỉ? Trước dịch thì trâu bò rất là nhiều luôn. Nhưng mà bây giờ có dịch và cái thời điểm mà trước Tết và sau Tết là chênh lệch khoảng 2-3 triệu một con đấy đúng không? Cái giá của nó, giá cả chung ấy. Lên giá đúng không? Đấy. Đấy phải những người buôn trâu là người chuyên buôn trâu ấy thì mình họ mới nắm được giá. Đấy. Toàn trâu non. Nhiều trâu. Như anh Thạch mỗi lần lấy lên trâu cũng đẹp lắm. Đa số là trâu đẹp. Ngày nào lên? 2-3 ngày lên. Hình như ngày nào 1-2 ngày lên một lần thôi. Bán hết lại tiếp rồi. Thế. Đấy. Làm ăn như thế mới ngon. Bán đúng không bán? Từ từng thời điểm, từ từng con, nhà con này đắp con kia ra như thế mà đúng không? Họ lấy đủ rồi. Từ từng thời điểm mà dân mình bán, cung cấp cho dân. Ba 3,5 triệu, ông chủ ở thế. Tầm 9-10 giờ về à? Những cái năm vắng vắng mới về thôi đúng không? Tan chợ vắng vắng. Thôi đi chơi nhiều nơi đó. Ở một chỗ chán lắm, đi xem những con khác đó. Các bạn ơi, đi dạo qua phía bên này nhé. Một chút. Những con bò. Con bò gầy gầy. Cái trâu này khá đẹp nhưng mà chân thấp. Những con ở đây đẹp này. Con trâu khá là đẹp.
Đây, không biết là họ bán xong chưa, nhưng con này hình như là họ bán, có người mua rồi các bạn ạ. Buộc vào đây này. Rồi, tiếp tục đi vào khu vực bên trong các bạn nhé. Đi vào khu vực bên trong. À, nào. Đang có mấy người xem ở đây. Chú ơi. Cho cháu ăn mà mình giống. Rồi, tiếp tục theo chân bà con đi xem trâu các bạn nhé. Chú ạ. Chú mình còn bán hai con này phải không? Hai con, ba con. Ba con ạ. À? Hôm nay xe chở đến nhiều không? Hả? Hôm nay chở đến bán nhiều không ạ? Ba con này thôi, ba con này bán rồi, con này 26 triệu bán rồi. À, con này bán xong rồi đấy, 26 triệu à? À. À, cảm ơn chú. Đây. Bây giờ còn con non này phải không ạ? Con này chưa bán. Vâng. À, con này tầm 22 triệu ạ. À. Con này ạ. Con kia 35 ạ. À. À. Con 35 đẹp nhỉ? Tôi thấy thích con cái 35 hơn. Nếu mà nhìn đằng sau ấy. À. Dạo này Trùng Khánh nhiều trâu lắm phải không chú? Có chứ. À. Cháu khá lâu không vào Trùng Khánh rồi. Cháu quay đi. Vào phiên sau vào đi. À, phiên sau vào đấy. Phiên sau vào chơi nào. À. Nhà chú còn nhiều không? Còn nhiều con không? Nhà chú thì bây giờ có 2 con, 3 con, có ngựa nữa. Thế là... con nữa. À, có cả ngựa à? Ngày có. Trước chú bảo là có ngựa thứ bảo cháu vào chơi mà nhỉ? Ừ. Nhưng không biết là chú có thời điểm nào là nhiều nhất nên cháu không biết. Nhiều nhất thì trong tháng 5 này, trong tháng 4, tháng 5 này có. À, khi nào có nhiều gọi cho cháu nhá. Cháu lấy số điện thoại của chú thôi mà. Ngày trước cháu với chú cho lấy với nhau mà. Quên rồi. À, quên rồi. Số chú thế nào đọc để cháu hôm nào vào. 039. 039. 5028. 5028. 050. 050. Rồi, cháu lưu vào rồi. Ai tìm cháu để có thể gặp mà chú. Chú tên là... chú Ngọc ở Cao Thăng Trùng Khánh, xã Cao Thăng Trùng Khánh, ở là bản làng gì nhỉ, để nói bản làng là bây đó, giờ là thành Pò Đon. Pò Đon á? Bây giờ sát nhập xóm rồi. À, Pò Đon Cao Thăng Trùng Khánh đó. Rồi Pò Đon vô Pò Đon Cao Đông Thìn thò chính tôi về xây tú là. À, con nhỏ này tầm 22 triệu, à, con này 26 triệu đã bán cho khách rồi, giao dịch thành công. Còn con này là 30, chú ạ, 35 triệu, dạ chưa bán, dạ, cháu đi dạo một tí quanh một tí nào. 35 triệu chưa bán các bạn nhé. Chú là người ở Trùng Khánh này. Đó, còn 3 con, hôm nay đem ra 3 con, bán được 1 con rồi. 35 triệu. Và 35 triệu các bạn nhé. Đó. Con này thì 26 triệu là bán rồi. Bán xong rồi. Chú Ngọc ở Cao Thăng Trùng Khánh mặc áo xanh đi kìa. Đây con nhỏ này chú có bán 22 triệu này. Đấy, 2 triệu. Lông dài, lông non. Rồi. Chào chú Ngọc đắt hàng nhá, cháu đi xem nơi khác thì đã. Chợ phiên chợ khác là nói chuyện với chú tiếp. Dạ.
Toàn trâu đẹp các bạn ơi, trâu đẹp lắm. Con này cao này. Đây là hình ảnh toàn bộ khu vực chuyên bán trâu các bạn nhé. Chợ phiên Quảng Hòa, Cao Bằng. Hôm nay có rất là nhiều trâu được bán ở đây, khoảng 50 con các bạn ạ. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa đưa các bạn đi dạo quanh một vòng, khám phá chợ trâu, tìm hiểu những con trâu, hỏi giá để mà chia sẻ với các bạn. Các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm một cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm một cái chuông bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye.